với số bình nước này tiến hành xe đạp bơi dưới nước. Anh em chúng tôi sẽ tiến hành để làm cho những cái video này cho tất cả anh em nhé, sẽ theo dõi nhá. Rồi anh em mình thống nhất là làm bằng này hết bằng này đi, và cái xe đạp này giờ phải tháo ra. Đó, phải tháo ra độ cái cánh quạt nữa, tháo được không? Thích thì mau nha. Bây giờ là cái độ ghê kiểu hai mình đấy nhá, tháo ra. Rồi nào, tháo cái xe này ra. Rồi đi anh làm cái mình. Ride without them. Yankee Doodle, keep it.
ông giáo ơi. Ông in view nhanh này không muộn rồi. Minh. Minh Minh Minh. Anh kia tôi ta. Phải đứng ngay đây. Cái gì chặt được cái nhà sáu phải là chúng ta. Đấy rồi. Anh thắng đi. Quay ngang đi, đi ngang. Đây là ông bạn này lên nhá. Các ông bạn này có biết chạy không nào? Trời ơi! Anh này có cả con cả con rồi! Cả con nữa!
tôi rất là thích. Đó. Cũng như nghe để ngày mai nhìn cái cháu nhóc rồi. Nhưng ngay để cái cháu mày. Xong rồi nhá, hoàn thành nhá. Vậy là quá video của chúng tôi đến đây đã kết thúc nhá. Các cháu làm
Ôi, à, thôi này, chào anh, gặp lại các bạn nhá. Thôi chúng tôi sẽ độ cái là chạy một điện hay các bạn link cho nhá. Đã xong. Anh đi thử. Anh đi thử quá. Đã xong. Xin mời lên. Chào mẹ về nhé.